Và sau đây là chương trình thử thách make up không gương trong vòng 15 phút. Đó, bây giờ sau 15 phút thì mọi người cùng chấm điểm để xem coi nếu mà make up không gương thì khuôn mặt của chị tôi như thế nào nha. Ok. Rồi, bắt đầu. Rất đúng. Trước tiên thì chúng ta phải dưỡng da cái đã. Ủa, make up lại sao lại dưỡng da? Dưỡng cho nó thẩm thấu vào da, khi make up nó đỡ hư da. Ra là vậy à, giờ tôi mới biết. Nhưng mà nên nhớ là chị chỉ có khoảng tầm 15 phút thôi nha. Ok. Ngồi massage mà hết giờ mất tiêu. Sao không cần biết, quan trọng là bước đầu tiên dưỡng da cái đã. Đó là bước thứ nhất. Rồi quét miếng hả? Miếng dưỡng cho môi nó bớt tái. Xong. Tiếp đến là cái nền. Nhi cười sao? Hình như đắng hơi nhiều kem sao mà mặt nó trắng dữ. Trắng hả? Ai biết. Thiệt không hay là mày đang chọc tao vậy? Còn một chỗ nữa chưa đánh, đố biết là đâu. Mắt hả? À? Mũi hả? Không phải, còn một chỗ rất là nhiều kem. Trắng. Đúng không? Ừ. À, nổi mụn ở đây cho tự. Nổi mụn. Che khuyết điểm nhớ. Quay mặt qua đây xem mày có cái mụn nào. Đây nè. À, ok. Đâu rồi? Cái mụn ở đâu mà không biết, không cảm nhận được hả? Tự lấy tay mới cảm nhận được. Lấy cọn sao đánh được. Quần thấm mắt. Biết này đánh làm gì không? Highlight mũi trời. Ghê. Yeah, làm vậy? Ba cái này ai biết, cơ bản rồi. Vậy thôi mày làm gái luôn đi. Cái này thì nó đơn giản nhưng đến khâu kẻ mắt thì có vẻ nó hơi căng. Rằn quá ha. Thôi rồi, nói chung là sẽ gợi ý cho chị một chỗ chưa đều lắm ngay mũi. Ok. À, quên, để phủ phấn đã. Xong. Tiếp đến là phấn mắt. Dùng để cọ bé bé thôi. Lựa cái màu nhạt nhất. Đây, màu nhạt thôi. Ok, không được quay gương qua nha. Tao đã quay gương vậy rồi nhìn kiểu nào? Hả? Hút lé qua vậy nhìn hả? Rồi. Từ từ nha, đâu mắt đâu rồi. Mắt đâu rồi. Từ nha. Đó, đánh màu nhạt từ ngay chỗ hốc mắt bên này qua hốc mắt bên đây. Đó, từ đầu mắt qua tới đuôi mắt. Chị hết một nửa thời gian rồi chị Mây. Mày im coi, đang make up mà. Thì cái chứ cần sự tập trung mày có nói vậy. Im nha, không nói nha. Ở dưới mắt. Đây, dùng cọ nhỏ thôi. Im nha, sự tập này á. Đuôi mắt ta sẽ đánh cái màu nó đậm hơn một xíu. Đâu rồi? Cũng rất gì mà này nọ ha. Chị có biết chị đang đánh như thế nào không? Đẹp mà. Đẹp. Ok. Ta sẽ dùng cây cọ nó đầu nó to hơn xíu để tán nó lại cho đều. Tiện thể vuốt cái phần mũi. Xong. Ta sẽ dùng cái cọ này đi. Lấy cái phấn tối màu hơn để vẽ phần đuôi mắt. Đâu ta? Mày im coi đừng cười. Đẹp chưa? Thêm bên nữa. Cười. Cười gì? Ok, đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Ok, tự tin rồi. À quên, vẽ chân mày. Ta chưa đi mua cái cây vẽ chân mày nữa. Lấy cái này luôn, vẽ luôn. À đây. Tự. Chân mày ở đây. Còn 3 phút nữa. Từ từ. Ủa, từ từ cái gì? Em đang thông báo thời gian cho chị. 3 phút à? Ừ. Ý lộn.
chắc 3 phút rồi ba. Chắc 3 phút ta tranh thủ xong môi trước. Tắm xong dưỡng xong thì ra. Gì ta? À, bấm mi. Rồi xong. Rồi xong bay sợi lông mi. Rồi. Từ từ. Rồi cũng sẽ đâu vào. À, đánh nó hồng trước đã. Yếu quá. Vậy gì đập ạ? Mọi thứ gần như hoàn hảo, chỉ có một điểm cuối cùng. Điểm gì? Điểm gì lát nữa. Lát nữa sau gương biết. Okay. Còn một phút cuối cùng. Từ từ. Quét mi, lộn bấm mi hả? Gì đâu mà rối dữ. Từ từ. Tại vì make up cần phải tập trung. Mà make up này không nhìn gương nữa. Sao? Ấy lộn, còn con nữa mà. Quét con xong còn con đẹp bơ bơ. Chắc được. Cái vậy đi. Rồi con. Từ từ. Nếu như á, muốn cái gương mặt nó hài hòa hơn á, thì tốt nhất phải đánh luôn dưới phần cổ nha mọi người, cho nó đều. À qua xịt trang xíu à. Muốn, nếu như không muốn hai màu da thì nhớ đánh phần cổ cho nó đều nha mọi người. Đã xong. Rồi, còn 1 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, quay mặt đây coi. Rồi, ok. Rồi, quay qua trái, quay qua phải. Rồi, bây giờ chị bắt đầu chị cầm gương lên. Có gương, gương đâu? Hồi hộp quá à. Ai lộn gương đi. Để ban giám khảo đánh giá, thứ nhất là cái kẻ mắt. Kẻ quá ghê. Kẻ gì to như hạt sàn vậy? Quay mặt ra đây. Mày nói xong đi, tao nhìn nước rồi. Thứ hai, bên kia có cái mụn, quay qua bên kia. Chưa che được cái điểm. Thứ ba là mặt đánh có vẻ nó hơi trắng hay sao á. Nó không có đều như bình thường. Thứ ba là kem cái chỗ sống mũi ở trên chưa đánh đều. Ok, son môi thì cũng tạm tạm. Cái kẻ lông mày ở trên thì chưa ra. Tao thấy mày bên này đẹp đúng không? Rồi bên này hoàn hảo luôn, không có một chút dư thừa luôn á. Chỉ có bên này ra. Rồi thứ ba là phần má hồng. Xem má hồng coi. Đây má. Từ từ à. Rồi má hồng đâu? Má hồng thì nó hơi con cao con thấp. Con cao con thấp. Thôi được rồi, kết thúc. Bên này là phiên bản lỗi, bên này là phiên bản hoàn hảo. Thôi kết thúc nha mọi người. Cùng mọi quay mặt đây cho mọi người cùng chấm điểm nào. Bỏ tay ra. Vén tóc lên. Rồi, quay vào đây. Rồi, ok, bye bye. Mọi người nhớ chấm điểm cho Mai nha. Bye bye.